Kính thưa quý vị, Việt Nam Phi Luật Tân đấu thể thao ở Trường Sa. Hải quân hai nước Việt Nam và Phi Luật Tân đã có một ngày thi đấu thể thao tại quần đảo Trường Sa hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông ngày càng gia tăng. Theo nhật báo The Philippine Star, đây là ngày thể thao chung lần đầu tiên giữa hai hải quân hai nước tại quần đảo này. Binh sĩ hai nước đã thi đấu các môn bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Thông cáo chung của hải quân hai nước được hãng tin Hoa Kỳ AP dẫn lại cho biết, ngày hội thể thao này diễn ra trên đảo sông Tử Tây mà phía Phi Luật Tân gọi là Phuket, hiện do Việt Nam quản lý trong quần đảo Trường Sa. Mục tiêu của sự kiện này là để xây dựng tình hữu nghị và quan hệ thân thiện giữa hai nước, và sự kiện này là bằng chứng cho thấy tranh chấp không cản trở hợp tác thực chất. Thông cáo viết rằng, đây cũng là một mô hình hợp tác để hải quân các nước khác học theo. Mặc dù về mặt kỹ thuật, Hà Nội và Manila là đối thủ của nhau trong tranh chấp trên Biển Đông, nhưng hai nước này gần đây đã thảo luận tìm cách hợp tác để làm giảm căng thẳng. Theo The Philippine Star, thì hai nước đã nhất trí là hải quân của họ sẽ không đối đầu trực tiếp với nhau trong các cuộc tranh tài thể thao này. Thay vào đó, các đội thi đấu sẽ bao gồm binh sĩ của cả hai nước. Tờ báo này dẫn lời một quan chức hải quân của Phi Luật Tân giấu tên cho biết họ sẽ là đồng đội của nhau. Ông này cũng nói thêm rằng lính hải quân Phi Luật Tân có mặt tại đảo sông Tử Tây để thi đấu. Ông nói, cuộc tranh tài chỉ đơn thuần là một hoạt động hữu nghị. Các binh sĩ của Việt Nam và Phi Luật Tân cùng nhau thi đấu với các đội khác cũng có thành phần hỗn hợp tương tự, sẽ không có người thắng kẻ bại.